Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Kaden Channel. Xin chào các bạn, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, mùng 3 tháng 5 năm 2020. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Thì tin tức đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ đến với các bạn đó là WHO yêu cầu Bắc Kinh cho tham gia điều tra nguồn gốc của con virus Vũ Hán này. Thì cái đại dịch này từ Vũ Hán, Trung Quốc đã lan ra toàn thế giới, khiến cho hơn 230.000 người đã tử vong và hơn một nửa dân cư địa cầu đã bị phong tỏa. Nhiều quốc gia, trước hết là Hoa Kỳ, thì đã cáo buộc cái Tổ chức Y tế Thế giới là WHO là đã bao che cho Trung Quốc, khiến cho thế giới lâm vào cái thế bị động trước nguy cơ đại dịch. Ngày 1 tháng 5 năm 2020, thì WHO đã kêu gọi Trung Quốc cho tham gia điều tra nguồn gốc dịch bệnh. Đài tiếng nói Hoa Kỳ là Đài Loan đã dẫn lại cái thông báo của phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới Tarik Zasharevic. Theo đó, thì WHO mong muốn phối hợp với các đối tác quốc tế và theo lời mời của chính phủ Trung Quốc thì để tham gia vào cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch này. Thì WHO cho biết thêm là cho dù hiện tại đã có một số nghiên cứu đang diễn ra nhằm hiểu rõ hơn về nguồn gốc bệnh dịch tại Trung Quốc, bao gồm các trường hợp đầu tiên có triệu chứng nhiễm virus tại Vũ Hán và vùng phụ cận trong giai đoạn cuối năm 2019, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới này đã không hề được tham gia vào các nghiên cứu nào tại Trung Quốc. Trong thư trả lời qua người phát ngôn WHO cũng nhấn mạnh rằng các điều tra là rất quan trọng, cho phép đối phó tốt hơn với các bệnh dịch mới trong tương lai. Nhưng phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhắc lại khả năng con virus Vũ Hán mới xuất phát từ loài dơi có thể được truyền đến người thông qua một con động vật trung gian khác, có nhiều tiếp xúc hơn với con người. Trước đó hôm 30 tháng 4, thì đại diện của WHO tại Trung Quốc là bác sĩ Gordon Gallier đã đưa ra một phát biểu được một số nhà quan sát đánh giá là hiếm có trong quan hệ giữa WHO và Trung Quốc, khi khẳng định WHO đã không được Bắc Kinh mời tham gia vào các cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch. Trong thời gian gần đây, thì lãnh đạo một số các quốc gia tỏ ý nghi ngờ, thậm chí là tố cáo Trung Quốc không minh bạch về nguồn gốc của dịch này. Ngày 30 tháng 4, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên nói có bằng chứng về virus gây bệnh từ Vũ Hán thoát ra từ một cơ sở thí nghiệm tại thành phố Vũ Hán. Nhưng ông đã không đưa ra chi tiết khả năng con virus này là thoát ra từ phòng thí nghiệm, là điều mà chính quyền Bắc Kinh thường xuyên cực lực bác bỏ. Hiện tại thì nguồn gốc trực tiếp của virus khiến cho dịch bùng lên tại Vũ Hán vẫn hoàn toàn là bí ẩn. Và báo mạng của nước Anh là The Daily Telegraph hôm nay là mùng 2 tháng 5 cho biết hiện có trong tay tài liệu dài 15 trang do một số quốc gia phương Tây soạn thảo, tố cáo chính quyền Bắc Kinh đã xóa bỏ hay phá hủy các bằng chứng về nguồn gốc và diễn biến của bệnh dịch, bao gồm các bằng chứng trong phòng thí nghiệm. Về phía Trung Quốc thì báo South China Morning Post hôm nay lại dẫn lại thông tin từ báo chí chính thức của Trung Quốc yêu cầu Washington minh bạch một số nghiên cứu bí mật về virus trong phòng thí nghiệm, cũng như công khai các phản ứng đầu tiên của chính quyền Mỹ trước khi có dịch bệnh này. Nhóm Five Eyes điều tra về các chuyên gia virus Vũ Hán vẫn liên quan đến mối nghi ngờ xung quanh khả năng virus thoát ra khỏi phòng thí nghiệm tại Vũ Hán. Thì từ 2-3 hôm nay, trên các mạng xã hội lan truyền tin đồn về việc nhà nghiên cứu hàng đầu về virus ở loài dơi là bà Thạch Chính Lệ đã đào thoát khỏi Trung Quốc và hiện xin tị nạn tại Đại sứ quán Mỹ ở Paris cùng với hàng ngàn trang tài liệu. Nhưng chiều hôm nay mùng 2 tháng 5 thì báo Hồng Kông South China Morning Post lại dẫn thông tin là báo nhà nước Trung Quốc cho hay chuyên gia về virus Thạch Chính Lệ khẳng định trên mạng WeChat cùng ngày là bà cùng gia đình vẫn đang ở tại Trung Quốc. Các cơ quan tình báo trong nhóm Five Eyes của Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand đang tập trung hướng điều tra vào vai trò của các nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc về virus này, trong đó có bà Thạch Chính Lệ mà người thường được mệnh danh là bà dơi.
Cũng trong tin tức này ngày hôm nay thì thành phố New York huy động 1.000 cảnh sát viên để duy trì cái lệnh giữ khoảng cách do dân đổ ra đường. Khoảng 1.000 cảnh sát viên ở thành phố New York được huy động để tăng cường tuần tiễu trong cuối tuần này nhằm duy trì lệnh giữ khoảng cách an toàn nơi công cộng, trong khi có nhiều người dân kéo ra đường để hưởng thời tiết ấm áp. Các cảnh sát viên này được lệnh rõ ràng là phải giải tán các đám đông tụ tập để giảm bớt mức độ lây lan của virus Vũ Hán theo khuyến cáo của các giới chức y tế cộng đồng. Kể từ ngày 16 tháng 3 tới nay, thì cảnh sát thành phố New York đã bắt giữ khoảng 60 người và đưa 343 giấy đòi trình diện trước tòa liên quan đến việc giữ khoảng cách an toàn nơi công cộng. Những người nào mà đi ra nơi công cộng mà không có giữ khoảng cách an toàn á, mà cứ đi sát vào nhau là cảnh sát họ viết giấy phạt và họ bắt phải lên trình diện tòa đó. Vâng, tại vì New York bây giờ lây lan quá nặng rồi cho nên họ rất là sợ. Thế là sóng thứ hai tới. Trạm cảnh sát khu vực số 25 ở New York hôm thứ Sáu mùng 1 tháng 5 đã gửi một cái tweet kêu gọi dân chúng hãy dừng tổ chức các buổi nướng thịt ngoài trời và nhấn mạnh sự quan trọng của việc giữ vệ sinh cá nhân. Thành phố New York sẽ có thời tiết tốt đẹp vào cuối tuần này. Tuy nhiên, các buổi nướng thịt và các cuộc tụ tập trên đảo Randall sẽ bị cấm. Ngoài ra, tại các sân cỏ cũng sẽ có lệnh cấm các nhóm chơi đùa. Xin quý vị hãy tiếp tục giữ khoảng cách và tuân hành mọi biện pháp phòng ngừa như là đeo khẩu trang. Thống đốc New York là Cuomo hôm thứ Bảy nói rằng: "Tôi tin với thời tiết ấm áp thì người dân sẽ kéo ra đường. Người ta không ở trong nhà mãi được, người ta sẽ ra ngoài. Đó cũng là điều tốt. Mọi người hãy ra ngoài đi bộ, nhưng phải biết giữ khoảng cách và đeo khẩu trang." Hôm thứ Năm, sau khi xảy ra việc hàng ngàn người tụ tập tại đám tang của một thầy tế Do Thái giáo, ông Cuomo đã gửi một cái tweet ra nói rằng: "Thông điệp của tôi gửi tới cộng đồng Do Thái giáo cũng như tất cả mọi cộng đồng khác rất là giản dị. Thời cảnh cáo đã qua và tôi ra lệnh cho cảnh sát New York ngay lập tức viết giấy đòi trình diện trước tòa hay ngay cả bắt giữ tất cả những nhóm tụ tập đông người. Đây là điều phải làm để ngăn chặn dịch và bảo vệ mạng sống. Chỉ giản dị có vậy thôi." Tính đến trưa ngày thứ Bảy, tiểu bang New York có số ca nhiễm cao nhất ở Mỹ với con số gần 313.000 người và các trường hợp tử vong cũng cao nhất, đó là hơn 24.100 người. Cũng trong tin tức ngày hôm nay thì ở châu Âu là họ đang thận trọng, họ tránh cái đợt dịch bùng lên vào lần thứ hai. Với 137.000 người đã qua đời tính đến sáng ngày 3 tháng 5 là sáng ngày hôm nay đó các bạn, thì đã chiếm hơn một nửa tổng số ca tử vong trên thế giới vì virus Vũ Hán. Châu Âu là cái châu lục mà bị thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng. Trong đó có 4 nước bị nặng nhất, đó là nước Ý với 18.710 người qua đời, nước Anh 28.131 người, Tây Ban Nha là 25.100 và nước Pháp là 24.760 người, theo đúng thống kê của AFP. Tuy nhiên, có khoảng 15 nước đang thận trọng từng bước để dỡ bỏ lệnh phong tỏa, cho phép một số lĩnh vực hoạt động trở lại. Nước Tây Ban Nha là nơi người dân bị hạn chế đi lại từ giữa tháng 3, thì bây giờ đã có thể ra ngoài hoạt động thể thao và đi dạo. Cái quá trình mà dỡ phong tỏa được tiến hành theo từng chặng một. Từ thứ Hai ngày 4 tháng 5, một số cửa hàng được phép mở cửa trở lại, như là tiệm cắt tóc, nhà hàng, quán bar, chỉ được bán đồ mang đi. Người dân thì phải đeo khẩu trang trong phương tiện giao thông công cộng. Và theo thông báo ngày 2 tháng 5 của Thủ tướng Sanchez. Còn tại nước Ý thì một số biện pháp nới lỏng cũng được áp dụng từ thứ Hai ngày 4 tháng 5, như là mở cửa công viên, rồi được phép đi thăm người thân và có thể tụ họp với một cái số người hạn chế. Giống như nước Pháp thì chính phủ Ý kêu gọi người dân không được buông xuôi quá sớm. Các biện pháp hạn chế đã được dỡ bỏ tại Đức và trường học ở nhiều bang đã mở cửa trở lại vào ngày 4 tháng 5. Như vậy là nước Đức họ dỡ bỏ nhanh hơn mấy nước kia. Vâng. Và ngày mai là thứ Hai, 4 tháng 5 là các trường học cũng như là nhiều nơi họ mở cửa trở lại rồi, nước Đức. Tại nước Áo thì các khu thương mại sầm uất ở thủ đô Viên đã lấy lại không khí nhộn nhịp từ hôm 2 tháng 5, nhưng không được phép tụ tập quá 10 người và tiếp tục áp dụng những cái biện pháp giãn cách xã hội. Nhiều tiểu thương thở phào vì được mở cửa trở lại. Phóng sự của thông tín viên RFI ES tại Viên ghi nhận, nằm ở quận 7,
Viên Nha, tiệm làm tóc của Nicolas France, cuối cùng cũng được hoạt động trở lại sau 6 tuần đóng cửa với các biện pháp dịch tễ rất nghiêm ngặt, bắt buộc giữ khoảng cách là 1 mét giữa các hành khách hàng. Mọi người thì phải đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay và dụng cụ. Thế nhưng ông France đã mừng vì khách hàng đã trở lại. Chúng tôi nhận được rất nhiều lịch đặt hẹn và kín chỗ trong suốt 3 tuần tới. Chúng tôi áp dụng hàng loạt biện pháp phòng dịch và điều này không dễ dàng gì cả. Ví dụ như vì phải giữ khoảng cách tối thiểu cho nên là tiệm chỉ có thể tiếp được 5 người khách cùng một lúc thay vì 10 người như trước kia. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng hài lòng vì có thể đi làm việc trở lại. Tất cả các cửa hàng, hàng quán đã mở cửa trở lại vào thứ Bảy mùng 2 tháng 5 và người dân Vienna tận hưởng dịp này. Từ giờ họ có thể ra đường mà không cần lý do chính đáng và thậm chí có thể tập trung thành nhóm đến 10 người. Có một chút tự do được người dân trân trọng, như là phát biểu của một số người qua đường là tôi đi dạo với bạn bè, tôi vui vì cuộc sống thường nhật dần dần lấy lại được nhịp độ bình thường. Và một người khác thì cũng cho biết là chúng tôi mừng bởi vì mọi cửa hàng đã hoạt động trở lại và vì chúng tôi đang chuyển nhà và điều này tạo thuận lợi cho chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ còn bị trễ thêm nữa. Cuối cùng, có một người qua đường khác là ủng hộ mọi việc trở lại bình thường nhưng cũng cần phải thận trọng, phải tiếp tục giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang để tránh đợt lây nhiễm thứ hai. Các quán cà phê, nhà hàng sẽ mở cửa trở lại từ ngày 15 tháng 5, sau đó đến lượt các khách sạn vào cuối tháng 5. Cũng trong tin tức ngày hôm nay thì vì đại dịch này mà Mỹ đã thiệt hại rất là nặng nề về nhân mạng và kinh tế. Thì ngày 30 tháng 4 năm 2020, tại Hoa Kỳ đã có thêm 2.053 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán tử vong. Và đây là ngày thứ 3 liên tiếp, dịch bệnh này đã cướp đi mạng sống của hơn 2.000 người trong 24 giờ. Theo ghi nhận của Đại học John Hopkins, như vậy là đã có gần 63.000 trong số trên 1 triệu người Mỹ đã bị nhiễm virus Vũ Hán và đã qua đời. Dịch viêm phổi Vũ Hán không chỉ là một tai họa về y tế, mà còn đang tiếp tục tàn phá kinh tế của Hoa Kỳ. Hơn 30 triệu người lao động đã bị mất việc. Thông tín viên Ann Coppett từ Washington cho biết, đây là một kỷ lục lịch sử. Trong 6 tuần lễ, 30,3 triệu người đã đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp, tương đương với một người đi làm trên 6. Đội ngũ thất nghiệp này đông bằng dân số của hai thành phố Chicago và New York cộng lại. Số người đăng ký thất nghiệp tăng chậm lại so với hồi tháng 3 năm 2020, nhưng các chuyên gia dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ còn tiếp tục tăng lên và có thể đạt đến 20% trong tháng 4. Thì đây là mức cao nhất được ghi nhận tại Mỹ kể từ cuộc đại suy thoái của những năm 1930. Các biện pháp dỡ bỏ phong tỏa từng bước tại khoảng 15 tiểu bang chưa đủ để khởi động lại nền kinh tế. Các ngành công nghiệp chật vật mở cửa trở lại và phần lớn dân Mỹ không đi du lịch và giới hạn tối đa các khoản chi tiêu. Theo thống kê công bố vào thứ Năm ngày 30 tháng 4, chỉ số tiêu thụ của các hộ gia đình vốn chiếm đến hơn 2/3 các sinh hoạt kinh tế đã giảm 7,5% trong tháng 3 vừa qua. Cũng trong tin tức ngày hôm nay thì với cái đại dịch này thì tình hình du lịch sẽ ra sao trước khi mà chúng ta có vaccine? Những điều này nghe có vẻ cực đoan nhưng mà chúng thực sự là những cái biện pháp mà một số người trong ngành du lịch đang tìm cách khiến khách du lịch cảm thấy an toàn và thoải mái trong một thế giới sau khi bị phong tỏa. Tức là họ đã chế tạo ra cái ghế tắm nắng cách nhau bằng một cái tấm mica và họ xét nghiệm máu và xịt thuốc khử trùng trước khi bay. Thì vẫn còn quá sớm để nói khi nào mà du lịch quốc tế có thể khởi động lại. Chẳng hạn như Argentina, tức là Argentina, đã gia hạn lệnh cấm bay cho đến tháng 9. Và một bộ trưởng Anh thì nói rằng ông sẽ không sớm đặt kỳ nghỉ hè. Nhưng mà những chuyến đi nước ngoài sẽ như thế nào khi mà chúng có thể được thực hiện lại? Đây là những cái gì mà bạn có thể mong đợi ở phi trường này. Thì nhiều phi trường, trong đó có phi trường ở London, đã đưa ra các cái biện pháp phục vụ cho khách du lịch thiết yếu dựa trên những cái hướng dẫn của chính phủ. Vì vậy chúng sẽ nghe có vẻ là quen thuộc. Những biện pháp này thì gồm có là lúc nào cũng phải duy trì khoảng cách từ 1 đến 2 mét, không tính những người chung sống, tức là những người đi chung với nhau trong cùng một gia đình thì không tính. Nhưng mà những người khác gia đình là phải khoảng cách từ 1m8 đến 2m. Rồi thuốc khử trùng tay phân phối khắp sân bay và nỗ lực hơn nữa là để chạy đều hành khách ra các nhà ga. Tại Mỹ thì cơ quan an ninh giao thông cho biết là khách du lịch nên rửa tay trong 20 giây theo hướng dẫn chính thức trước và sau quá trình kiểm tra an ninh.
Nhưng mà tại sân bay quốc tế Hồng Kông thì cái việc thử nghiệm này đang được tiến hành trên một cái thiết bị khử trùng toàn thân. Điều này sân bay cho biết là có thể tẩy thân người trong vòng 40 giây và sử dụng thuốc xịt để diệt vi khuẩn và virus trên da và quần áo. Giống như là việc lấy chất lỏng và thiết bị khi đi qua máy móc đã trở thành chuẩn mực rồi, thì các hướng dẫn giãn cách xã hội mới cũng sẽ trở thành chuẩn mực. Ông nói thêm là có thể chúng ta sẽ thấy việc giới thiệu một hộ chiếu miễn dịch nữa. Trời ơi, vậy ra phi trường nhiều quá phức tạp không? À. Nhưng mà Hồng Kông nó họ có cái phòng máy á, một người vào đó trong vòng 40 giây là diệt sạch hết diệt vi khuẩn. Giờ họ còn nói là dùng hộ chiếu miễn dịch nữa. Đầu năm nay thì một số phi trường tuyên bố là họ đang giới thiệu để sàng lọc phát hiện nhiệt nữa, trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán từ nước ngoài vào. Tuy nhiên, các chuyên gia còn đang tranh cãi về hiệu quả của cách này, vì một số người có thể đã nhiễm bệnh nhưng mà lại không có triệu chứng. Đúng rồi. Và nhiều phi trường thì sẽ không làm theo. Hoặc là tại vì họ, nếu mà họ nhiễm mà họ chưa đến cái chỗ mà họ bùng phát thì họ đâu có bị nhiệt, thì nó đâu có sốt đâu. Sốt đâu mà sàng lọc phát hiện nhiệt được. Đúng rồi. Họ phải bùng phát thì mới sắt là sàng lọc phát hiện nhiệt được. Vâng. Như là cái máy sẵn sàng lọc phát hiện nhiệt này cũng chưa chắc mà đã có thể sử dụng được. Cho nên đâu có phải sân bay nào cũng dùng đâu. Tuy nhiên một số đã tiến xa hơn với Emirates cung cấp cho hành khách các xét nghiệm máu nhanh chóng xem họ có bị nhiễm virus Vũ Hán hay không trước khi lên máy bay tại các nhà ga của phi trường Dubai. Và Emirates cho biết là các xét nghiệm máu nhanh có kết quả trong vòng 10 phút. Wow, vậy thì được. Còn ở trên máy bay này, khi mà ngồi vào ghế thì bạn sẽ phải tưởng tượng ra là những nụ cười thường thấy từ các tiếp viên thì giờ đây rất có thể sẽ phải đeo khẩu trang. Còn bạn cũng có thể chọn cười đáp lại, nhưng có lẽ bạn cũng sẽ phải mang khẩu trang luôn. Vì ngày càng có nhiều quốc gia khuyên nên sử dụng như vậy. Và tâm trí của bạn trong khi đó sẽ thoải mái khi biết rằng hầu hết các hãng hàng không lớn sẽ đẩy mạnh các quy trình làm sạch và vệ sinh của họ, khiến cho cái bàn khay, chỗ ngồi và dây an toàn được khử trùng một cách phù hợp. Và nếu bạn đã đặt chuyến bay với Korean Air thì đừng hoảng hốt nếu mọi người xuất hiện trên lối đi mang đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân, tức là PPE đó. Vì hãng hàng không cho biết họ có kế hoạch cung cấp áo choàng, găng tay và kính che mắt cho phi hành đoàn. Và đây có thể là thời điểm tốt nhất để bạn đánh giá cao cái việc mà bạn sẽ không chia sẻ cái tay vịn của mình. Bởi vì hầu hết các hãng hàng không đều nói rằng các chuyến bay sẽ không kín khách và ghế giữa sẽ được giữ trống. Như vậy thay vì xưa mình ngồi cái hàng mà 3 người á, thì giờ người ngồi đầu, người ngồi cuối, còn chính giữa không có người ngồi. Hoặc là cái hàng 2 thì một cái ghế trống. Thì đấy, như vậy thì cái chuyến bay của họ bây giờ họ cũng đâu có doanh thu nhiều nữa. Bởi vì họ không được chở nhiều mà phải có ghế trống nhiều. Và nhưng mà còn đỡ là không kiếm được đồng nào. Chuyến bay chở học sinh Việt Nam từ nước Anh về nước đã cất cánh. Một phi công của hãng hàng không TUI, người được yêu cầu được gọi là Christian trong bài này, thì nói rằng trong khi rải khách xa nhau hợp lý, ý nghĩa đối với các hướng dẫn giãn cách xã hội thì nó có thể cực kỳ nghiêm cấm và tốn kém. Mất 1/3 số ghế đồng nghĩa với việc các hãng hàng không bị thua lỗ, hoặc chúng ta quay trở lại thời kỳ xa xưa khi một vé khứ hồi từ Paris đến Nice phải tốn $1,250 tính theo tiền ngày nay. Và Christian cho biết các quốc gia phụ thuộc nhiều vào du lịch đã liên hệ với các hãng hàng không. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy một sự khởi động lại nhỏ của các chuyến bay đến một số địa điểm đến đã chọn vào cuối mùa hè này. Tại điểm đến, hãy hình dung chúng ta đến một thành phố biển ở Ý, thì các bạn có thể thấy mình đan xen giữa những tấm plexiglass cao được sử dụng để tách những chiếc ghế phơi nắng khi tìm kiếm một chỗ râm mát trên cát. Ông Sontag cho biết các điểm đến ở châu Âu cũng đang tìm cách quản lý khách tại các khách sạn, bao gồm chỉ cho phép 50% khách sạn được mở hoặc 50% phòng trong tòa nhà được có khách. Nếu mục tiêu chính là giãn cách xã hội thì họ phải làm việc với giới hạn đó. Có vẻ như hồ bơi sẽ không được mở tại các khu nghỉ mát Địa Trung Hải, ông nói thêm. Trong khi các nhà hàng đang nhìn chuẩn bị kê bàn xa nhau hơn, một chuỗi khách sạn của Bồ Đào Nha, Villa Gale, cho biết họ đã tích trữ thuốc khử trùng tay và vẽ ra một thực đơn mới để thay thế các món ăn tự chọn. Nikolaos Tsipras, giáo sư y khoa ở Athens, đồng ý rằng các bữa ăn tự chọn là một rủi ro lớn cùng với hồ bơi, quán bar và bãi biển. Tôi thấy các bãi biển Hy Lạp đang rất thưa thớt. Nói cách khác, cũng có người tắm,
nhưng người ta không ở gần nhau, chúng ta sẽ không thấy hiện tượng các bãi biển có tổ chức với khăn tắm ngay cạnh nhau, ông nói. Các quốc gia châu Âu khác đã thảo luận về hành lang du lịch để kết nối các khu vực và các quốc gia thành viên ít bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch. Croatia, ví dụ, nói rằng có thể cho khách du lịch từ Cộng hòa Séc và Slovakia quyền truy cập đặc biệt đến các bãi biển của nước này vào mùa hè năm nay. Điều này sẽ mãi mãi thay đổi tương lai của du lịch. Bạn có thể không thích những hình ảnh kỳ nghỉ ở nước ngoài, giả định vừa được đưa ra, và có lẽ bạn sẽ không cô đơn. Thực tế là nhiều ngày lễ nghỉ trong tương lai có thể sẽ được thực hiện tại nhà. Mọi người có thể sẽ ít đi du lịch quốc tế hơn. Những gì từng được gọi là du lịch tại chỗ sẽ thay đổi và có thể trở thành thông lệ. Andy Rutherford, người sáng lập công ty lữ hành Fresh Eyes có trụ sở tại Anh, đã nói: trước đại dịch toàn cầu thì du lịch trên du thuyền, kỳ nghỉ trượt tuyết và các chuyến bay dài có thể mất đi sức hấp dẫn, đặc biệt là khi trọng tâm trở lại với công nghệ xanh và cách để giải quyết khủng hoảng khí hậu. Ông Rutherford nói, cam kết của chúng ta về du lịch phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết và trách nhiệm. Ông Sontag đồng ý rằng đại dịch có thể dẫn đến thay đổi thói quen. Du lịch trong nước có thể khiến mọi người nhận ra rằng bạn không cần phải luôn đi xa như vậy. Và một cuộc khảo sát gần đây của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cho thấy 60% số người được hỏi sẽ đợi 2 tháng trước khi đặt chuyến bay sau khi đại dịch này hết lây lan, thì 40% cho biết họ sẽ đợi ít nhất là 6 tháng. Và Boeing, công ty đã cắt giảm 10% lực lượng lao động toàn cầu để đáp ứng với đại dịch này, cho biết họ không hy vọng du lịch hàng không sẽ trở lại mức năm 2019, chờ đến ít nhất là năm 2023. Nè, công ty mẹ của British Airways cho biết có thể sẽ mất vài năm. Cũng trong tin tức ngày hôm nay thì bang Washington thì chúng tôi đang ở đó, thứ ba này là mùng 5 tháng 5 sẽ có 100 công viên mở lại để cho mọi người được đi. Và có một số quý vị cũng hỏi là khi nào từ bang Washington này mới hoàn toàn mở lại, hoặc là khi nào mới có cái giai đoạn thứ hai đó. Nhưng mà giờ giai đoạn thứ nhất chúng ta còn chưa tới, thì sao mà chúng ta có giai đoạn thứ hai được quý vị? Giai đoạn thứ nhất chắc là bắt đầu vào giữa tháng 5. Đúng rồi, giữa tháng 5 chúng ta mới bắt đầu giai đoạn thứ nhất. Nhưng mà mỗi một cái giai đoạn nó cách nhau 2-3 tuần, nhưng mà còn tùy vào cái tình hình của cái đại dịch này nữa. Nếu mà đại dịch này mà thấy ổn định á, thì 2-3 tuần họ mới cho giai đoạn số 2. Còn nếu mà như đại dịch mà nó lại phát triển mạnh hơn nữa, thì có thể là chưa biết là 2-3 tuần có bước sang giai đoạn khác hay không. Vâng, thì bây giờ ông Winsley ông chưa có tuyên bố là chừng nào là giai đoạn thứ 2, chừng nào là giai đoạn thứ 3. Cho nên khi nào mà ông Winsley ông tuyên bố thì chúng ta mới biết được. Đó là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn. Chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.